Hai bạn. Rồi, hello anh em. Hôm nay em review cái này á là để giải thích tại sao tiệm của em là bán chiếc chè than con là không bao trống cho anh em. Đó, cái chuyện nhìn trống mái từ xưa tới nay, thông thường người ta nhìn theo cái cằm con chim á, nó mà đen bóng lên á thì thông thường nó sẽ là chim trống. Thì bắt theo cái dạng đó thì tỷ lệ của nó được khoảng 80%. Đó, nhưng mà bây giờ lỡ lọt vô cái 20% sâu thì như thế nào? Thì hôm nay em sẽ review cho anh em là cái con than mà cái cằm nó đen thui. Nếu mà bắt về bóng bộ của cằm á và bóng bộ con chim á thì không ai có thể nói đó là con mái được. Nhưng mà nó vẫn lọt mái, và đó là cái lý do tại sao bên em là không có bao trống cho anh em. Đó, đây để em thử cho anh em nhé. Đây anh em, một con than con đây. Anh zoom cái cầm lại giùm em. Đây anh em xem cái cầm của nó nè, nó đen thui như vậy nè. Đó, nhưng mà nó là mái nha, nó là mái chứ không phải là trống. Đây cái cầm đen thui như vậy luôn đó, và nó đã chỗ lông báo rồi. Để em kiếm mấy cọng lông báo chỗ em quay cho anh em. Lông báo đây. Thông thường á, con chim mà nó chỗ lông báo đầu tiên là đổ trên lưng này nè, lưng và cổ. Đây, đây là cọng lông báo nè. Đây, nó ra cái màu xám như vậy thì làm sao gọi là trống. Đây, ví dụ nó cọng này nha. Đó, anh em nhìn cho kỹ nha. Chỗ lông báo là lông báo xám nha, chứ không phải là lông báo đen. Đó, thì làm sao mà gọi là trống. Con này là con mái mà cái cằm đen thui như vậy đó, cho nên đó là cái lý do em không bao trống cho anh em nha. Nên là anh em thông cảm, em chỉ có thể em bắt giùm cho anh em và con chim, chứ em không bao trống nha. Đó là nguyên tắc tiệm em không bao trống nha. Rồi anh em thông cảm nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với Chim Cảnh quận 10. Hôm nay em có về một ít dòng chè than con, chè lửa con và một ít khuyên nha anh em. Thì chè than con á, thì bên mối của em á, là bao em 100% trống nha. Lửa cũng vậy nha. Rồi một ít khoen mép vàng nha. Rồi em sẽ vô chi tiết từng loại cho anh em xem nha. Đây là lửa, đây là than nha anh em, chè than mép chè than con là em mua của mối em là bao em 100% trống nha. Nhưng mà cũng như clip của Long có đăng lên á thì cũng chưa hẳn là 100% đâu nha anh em, tại vì bên mối của em á giao là lửa cầm đen, tỷ lệ trống rất là cao. Nhưng mà cái clip Long có đưa lên á là tỷ lệ cầm đen vẫn có mái nha anh em, nên em bán là không bao nha. Nhưng mà khả năng trống rất là cao nha, 80-90% nha, tại vì em mua của cửa hàng chốt cho em là bao trống 100%. Thì anh em cứ xem, nếu mà trống thì anh em bắt giùm em nha, chứ anh em không có bao trống nha. Đây chè than bên em nha anh em. Bên em giao cho em là bao trống 100%, em bắt là giá của trống luôn nha anh em. Nhưng mà về em không có bao anh em trống nha, nhưng mà tỷ lệ trống thì rất là cao, hầu như là 80-90% là trống hết nha anh em. Thì em không biết là tiệm cửa hàng em bắt là dựa vào đâu thì bắt, thì em chắc nghĩ là chỉ dựa vào cầm thôi, nhưng mà cầm thì tỷ lệ máy vẫn có nha anh em, xác suất nó vẫn có nha. Chim rất là đẹp nha, chim của em là chim miền Bắc nha anh em, chứ không là chim miền Nam nha, nên nó rất là to con nha. Đầu rất là to nha.
đó, anh em thấy mới nhỏ mà đánh đuôi rất là cao luôn nha, giật đuôi rất là cao nha. Đó anh em thấy không? Thì anh em tới bắt nha, lựa tùy lựa nha, ưng con nào bắt con đó nha. Em không có bắt, biết là anh em gọi cho em là kêu em bắt thì em chỉ bắt theo cảm tính của em thôi, theo kinh nghiệm của em thôi, còn tỷ lệ trăm phần trăm trống thì em không dám bao nha. Thì chè than bên em bán là 350.000 đúng không Nam, đúng không? Chè than là trống là 350.000 nha anh em, chim con nha, 350.000. Đó, nó nhảy lên cái điện thoại của em luôn anh em ơi. Đây có một em này, đây nó nhảy ra này nha, dễ rất là đẹp nha anh em. Thì em này là một trong số của mấy em của em thôi nha. Tới lại trống thì anh em cứ xem đi rồi anh em tự bắt giùm em nha. Nha. Em này đã đánh đuôi rất là nhiều nè. Em này cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Rất là thân thiện luôn nha. Thì em này rất là đẹp luôn nè, đánh đuôi rất là cao nha. Đó, thì anh em nào tới sớm thì lựa chim đẹp nha, em bán đồng giá nha, 350k một em nha. Rồi em qua tiếp vào lửa nha anh em. Đây lửa em có về được 4 em nha. Lửa bên em là cửa hàng nó cũng bao trống cho em hết luôn nha anh em. Tỷ lệ mấy con này trống rất là cao nha. Bông rất là nhiều nè, rất là đều nha. Bông đầy hết lưng luôn nha anh em. Thì bông vàng nghĩa là tỷ lệ trống rất cao nha. Em này cũng vậy nè. Em này rất là cao cầu nha, đập cầu luôn nha anh em, đánh đuôi luôn nha. Đó đó anh em thấy không? Về được 4 em nha. Em này còn nhỏ quá thì nó chưa ra hình được, còn ba em này thì nó đứng cầu hết rồi nha. Có em này là lành nhất nha anh em. Lửa của em cũng là miền Bắc luôn nha anh em. Lửa em bán 420k nha anh em. Đồng giá hết 4 em này là một em là 420k nha. Rồi mình qua tới dòng chim khoen nếp vàng nha anh em. Khoen nếp vàng em có ra lồng được một ít em nha. Thì chim mép vàng em bán cho anh em là bao trống nha, 120k nha, bao trống. Đây em có ra hết rồi nha. Thì em nào, anh em nào ưng thì em sẽ lựa cho anh em nha. Bao anh em trống là 120k nha. Máy trả lại nha anh em. Chim nay về rất là đẹp nha, em nào cũng vàng tươi hết nha nè. Lông vá rất là đẹp nha, hầu như là mép vàng nhiều nha nè. Thì anh em nào muốn bắt mà hên xui thì 60k một em nha.
tới tự lựa nha, còn em lựa thì bao trống cho anh em là 120k. Đây có em cục đuôi đẹp lắm nè, đó anh em thấy mặt đẹp không, rất là dày nha anh em, hầu to đầu to nha, coi ngực rất là to nha. Vai ngực rất to nha, chỉ thiếu có bộ đuôi thôi, em đều rất là đẹp luôn nha. Đây mình cũng có một em cục đuôi trên đây nè, họa cũng rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy cái họa rất là dày luôn. Thì anh em nào mà muốn bao trống thì mình sẽ lựa ra bao trống cho anh em nha, 120k bao trống, còn anh em lựa hơn xuôi lựa đại thì 60k một bé nha. Thì em chỉ về một ít thôi, cái này là em đã ra lòng một ít rồi à, để cho anh em dễ lựa. Rồi em có để hai cái lòng tập thể nha, hay anh em nào mà thích móc thì cứ qua bên em móc thoải mái nha. Đa số là chim tơ nha anh em. Rồi, còn lòng dưới đây nữa nha anh em. Đây này rất là nhiều luôn nha. Dòng khuyên thì tới lẹ lùm em nha, chim đẹp lắm. Anh em tới trễ lựa chim xấu thì không có chim hay uổng lắm nha anh em. Đây có em này bếp vàng luôn nè anh em. Em quay lại cho anh em xem con này bếp vàng nha. Đó, bếp còn vàng luôn nha anh em. Đó, tơ luôn nha. Quá đẹp luôn nè. Nói chung là nhiều em đẹp lắm nha anh em. Anh em nhanh tay đi, tới lựa đi anh em. 60k một bé nha. Còn tự lựa thì 60k, còn em lựa thì bao trống cho anh em là 120k. Rồi nè, em này nè cũng là em lựa ra từ mỗi lần trước nè anh em, nay dưới tốt rồi nha. Rồi đây là em khoen mà đợt khoen vừa rồi á, em có giữ lại một em nha, cũng là bổi nha anh em, của lứa vừa rồi em mới nhập về đó nên em tuyển lại được em nha, hôm nay điếu cũng tốt nha. Thì khuyên bên em nhập là khuyên của vùng Nghệ An nha anh em. Em thấy chim vùng này cũng khá là hay nha anh em. Có anh em thấy liếu không? Liếu rất là tốt luôn nha anh em. Thì em có giữ lại được một em để em chơi đó, nên anh em thấy cái bộ nó thì cũng rất là đẹp luôn nha. Thì cũng giống như mấy em khoen em vừa đưa cho anh em á, em lọc được một em nha. Em này em không bán nha, em chỉ có đăng cho anh em xem coi thử coi là em này, cái chim này nó hay hay không thôi nha. Đó,
thì anh em cứ tới lựa đi, thì em cũng có mấy anh em cũng lựa được một ít á, về anh em cũng báo cho mình là liếu rất là tốt nha, tiếng rất là hay nha. Thì vùng này em thấy cũng tạm ổn nha anh em. Khoen thì anh em cứ chăm điều tay nha, tắm phơi nắng thường xuyên nha, mồi tươi trái cây đều nha, thì tắt tự khắc này nó sẽ liếu tốt thôi nha anh em. Đó là vùng vừa rồi đó, em tuyển được một em này thôi nha anh em, thì em này em để em chơi nha, em không có bán nha. Rồi đó, rồi cảm ơn anh em nha. Anh em nào tới lựa thì anh em cứ tới lựa trực tiếp nha. Bên em là Kim Cảnh quận 10 nha. Đối diện với M7 á, đường Trường Sơn và Đồng Nai nha, ngã tư Trường Sơn Đồng Nai đi tới chút xíu nha. Thì tìm kiếm của em bên đó nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip em nha. Thân chào anh em.